Vâng, xin được mình kính chào toàn thể quý vị các bác tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Tùng Gia Bàn các nhá. Và hôm nay em tiếp tục lên một cái sản phẩm nữa. Đấy, sale giảm giá cực mạnh các bác luôn, như tiêu đề của clip. Đấy, hôm nay em tiếp tục giảm giá lên tới 2,5 triệu đồng. Đấy, giảm giá lên tới 2,5 triệu đồng cho các bác. Giảm giá lên tới 2,5 triệu đồng cho cái em súp IST SVK800 này các bác nhé. Đấy. Lý do giảm giá ở đây là gì? Đây. Các bác quan sát này, phía đằng cái cạnh của nó bên trái nhé. Cái này thì do quá trình vận chuyển này, vận chuyển ở bên nội địa bên Nhật. Thì nó bị va đập và nó hơi cấn một chút ở góc này nhé. Đây, em quay gần cho các bác này. Dưới này nữa này, đây có một vết nữa này. Đấy, hơi cấn một chút đây thôi. Còn lại thì các cái góc cạnh khác thì vuông thành sát cạnh, đẹp, không có hề hấn gì đâu nhá. Đấy. Em sẽ quay đây đằng sau này. Đấy, em này thì được sản xuất tại Malaysia, made in Malaysia, xuất cho thị trường Nhật. Đấy. Điện 100V và công suất 185W. Tần số nó cắt được rất là sâu, từ 50 đến 60 Hz. Các bạn. Dưới này cái đáy này thì nó hơi bụi, chưa có dọn dẹp vệ sinh. Thì chỗ cái con súp này thực ra thì em mua của người Nhật đến 5 con một lúc cơ. Nhưng mà về thì không ai có một con này, không lẽ mình bắt đèn, bắt mang trả lại hết cả 5 con thì nó không làm sao cả nên thôi. Chấp nhận là bán lỗ con này các bác nhé. Đấy. Bán lỗ này. Đấy. Quay tất cả các góc cho bác xem này. Đây là có một vết chấm nữa này. Đấy. Còn lại thì rất là ok trên lóc này. Đấy. Và em này thì nó có cái công suất tiêu thụ điện 185W, nhưng cái công suất đánh giá loa của nó em này là tầm khoảng 800W không nhá, 800W, rất là mạnh mẽ và uy lực. Đấy. Đây là có cái phần kết nối, chúng ta có thể kết nối cái phần rig out, ngõ out của âm ni và cắm vào đây. Đấy, cái chân đỏ này là cái chân R các nhé, các bác quy định nhé. Đây, đỏ là R, bên phải cắm dưới này. Và cái trên này là phía trái, trắng trên. Ở đây nó có những cái nút tinh chỉnh như là chọn chế độ nghe nhạc hay là xem phim, đúng không? Chọn chế độ đánh chiều. Đấy. Cái pha của nó, đây là gạt pha này, công tắc pha, chọn pha thuận nghịch các bác nhé. Và vừa giờ bên đây là cái công tắc chúng ta chọn chế độ auto standby, tức là chọn chế độ tự động ngủ đông cho cái súp này, để một lúc mà không có cái tín hiệu âm thanh đi vào thì súp nó sẽ chuyển sang chế độ là chờ ngủ đông các bác nhé, nó tắt đi, tự động nó tắt đi. Đó, 12.500.000 cho em súp này, và ship là đi đường biển về các bác nhé, đi đường biển về, quá rẻ luôn. Các shop bây giờ họ đang bán 15 đến 15.500.000, tùy shop và hàng đẹp. Đấy, con này mà nó không bị ở đây thì đóng về Việt Nam cũng có giá tầm đấy các bạn, giá cũng phải tầm 15 triệu. Đấy. 15 triệu. Nhưng trong clip này cũng tiện luôn, vì là sau cái clip này đóng em này lên công đi biển thì nó cũng là ra ngoài Tết đầu năm mới rồi, cũng coi như là khuyến mại đầu năm cho các bác luôn nhé. Đấy, bác nào mà chốt em này thì chuyển tiền đặt cọc cho em. Đấy. Thì đến ăn Tết âm xong khoảng 2 tuần, tầm trung giữa tháng 2 các bác nhé, giữa tháng 2. Đấy. Giữa tầm khoảng 20 tháng 2 đấy, 20 tháng 2 thì là có công lên thì em sẽ đóng và gửi về cho các bác nhé. Giá 12.500.000 thì không mặc cả các bạn, không mặc cả và không bao phí ship nội địa Việt Nam các bác nhá. Đấy, giá 12.500.000 là phí gửi về đến cảng ở Việt Nam thôi. Đấy, về đến kho ở Việt Nam thôi, còn không bao gồm phí ship ở nội địa Việt Nam. Bác nào đấy, các bác quan tâm lưu ý là phí ship nội địa Việt Nam thì các bác vui lòng thanh toán giúp em. Đấy. Và bây giờ em sẽ lật cái phần dưới lên, tháo đế này ra cho các bác cùng quan sát cái mảng loa nhé. Vâng, và bây giờ thì em sẽ tiến hành tháo cái phần đáy này ra nhé. Đấy, các
Cái súp này thì nó có bát, không phải là bát 30 đâu nhé. Nhiều xem trên mạng thì có nhiều kênh họ nói là súp Yamaha ISTS-800 này có cái bát là 30. Nhưng không phải, nhưng bây giờ em sẽ lấy thước ra, lấy thước đo thực tế cho các bác xem nhé. Đấy. À, thước đo thực tế này các bạn. Cái vòng mà nếu như không tính cái vòng sắt ở ngoài này, chỉ tính cái phần gân thôi, thì cái điểm mà rộng nhất của nó là 24,5. Đấy, 24,5 đúng không nhé. Còn nếu mà tính cả cái phần gân, gọi là cái vành sắt ở ngoài ấy, nó mới được 27. Đấy, không được đến 30. Không được đến 30 nhé. Đấy, nhưng mà em này bát, thực ra em này nếu mà tính thì chỉ tính là bát 25 rồi các bạn. Đấy, tính bát 25 rồi. Bát 25 rồi, nhưng mà nó đem đến một cái uy lực, nó mang đến một cái uy lực là nhiều dòng bát 30 không thể nào mà đánh bằng nó được không nhé. Đấy, giờ tháo luôn cả cái này ra. Các bác nghe tiếng khoan, tiếng máy bắn vít nó kêu là ốc là chưa tháo lần nào nhé, vẫn còn rất là zip nên nó mới kêu, nó làm cho cái búa của cái máy bắn nó đóng. Nói chung nếu mà là người ai mà chơi nhiều á, các bác nghe cái tiếng máy bắn vít nó kêu là biết ngay là loa nó đã tháo ra bao giờ chưa. Để nhắc lại, ồ, loa chưa tháo bao giờ nên là nó rất là chắc luôn. Em nghe dùng cái dụng cụ thì bậy nó lên. À, chắc lúc nào các bác đợi một chút nhé, kiếm đồ bậy nó lên ạ. Có Covid thì bậy nó lên không nhé. Khá là chắc ạ. Đấy, khá là chắc, loa đảm bảo zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Đấy, các bác quan sát cái củ từ của nó này. Từ của cái dòng SVK800 này thì quá là hầm hố rồi, không thể chơi vào đâu các bạn. Sẽ cho bác quan sát cái phần bên nội thất trong nó luôn. Đấy. Nhìn cái phần phân tần, nói chung là các cái mạch của nó nhìn nó hầm hố rồi các bạn. Đây là cái bát nó nhá. Cái gân này nó làm bằng một cái loại cao su hỗn hợp. Đấy. Có cả vải, cả cao su. Cái gân này gần như gọi là, có thể gọi là vơi gân vĩnh cửu này. Nó không bao giờ sợ mục, không bao giờ mục các bạn. Này nó cứng như là cái lốp đốt xe. Đấy. Đấy. Côn là côn kép luôn, côn hai lớp luôn nha các bạn. Trên là một lớp này, dưới này một lớp nữa. Đấy, côn là côn ở côn 100. Nhìn cái củ từ của nó đã thấy nó hầm hố rồi. Và bây giờ thì em sẽ nắp nó lại, em sẽ test thử nhạc nó nhé. Em sẽ đóng điện mọi anh nha, nóng điện vào. Nó hơi ngược một chút, em để luôn như này test cho bác luôn. Đấy, bác nghe thấy không? Các bác vui lòng đeo tai nghe và thì mới cảm nhận tiếng bát của cái con súp này nhá. Đấy, thì mới cảm nhận được tiếng súp nhá. Các bác mà nghe bằng loại điện thoại thì nó không ra đâu ạ. Rồi. Em sẽ kiếm một cái gì em thử nhé. Thank you.
cắt súp này các bác, em sẽ cắt súp đi nhá. Dần thế này tăng tiếng âm lượng trở lại này. Thực ra bên Nhật bây giờ nó khá là khuya nên là em không mở to, các bác mà ở Việt Nam có không gian rộng, con này nó có thể đáp ứng được cho không gian phòng từ 40m² nhé, 40 đến khoảng 60m². Nghe tiếng rất là hay. Rồi và cuối cùng thì em xin nhắc lại giá của em là một lần nữa là 12.500 ship. Em sẽ gửi về đưa theo đường biển cho các bác nhé, đường biển cho các bác. Đấy, bác nào mà chốt em này, kết em này thì vui lòng chuyển tiền đặt cọc giúp em nhé. Đấy, giá thì không bao gồm phí ship ở nội địa Việt Nam, 12.500 là phí tức là cái con súp này giá cước về đến Việt Nam này các bác nhá. Còn lại phí ship nội địa Việt Nam từ phần kho về đến nhà các bác thì sẽ mất thêm khoảng độ một vài trăm nghìn gì đấy, các bác vui lòng thanh toán cho nhân viên tức là giao hàng giúp em. Đấy, đến đây em xin được kết thúc cái video clip của mình. Mọi chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ đến em theo số điện thoại bên Nhật là +81 7038934370 các bác nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.